Được rồi, thấy không? Rồi, được rồi. Ok, em xin chào tất cả mọi người nhá. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay thì mình tiếp tục làm cái video đó là đi đào móng cốc đây. Thì do là vừa rồi ấy thì là mình đang tiện làm như này thì chưa thể xuống quay trực tiếp ở phía dưới được. Thì anh em theo dõi qua cho mình một vài cái video mình quay trước đây các bác nhá. Lượng đất này thì toàn bộ mình sẽ xúc lên xe để chở bớt nó đi. Sau này khi mà cái đường dầm rồi thì là các cái phần đất để lại là sẽ không có chỗ để nữa, bắt buộc là mình phải chở đi để cho nó thông thoáng ra các bác. Hiện tại thì bây giờ còn hai cốc nữa thôi, một cốc mình đang đào với lại một cốc ở chỗ máy mình đang đứng nữa. Cái xe này nó có khá là nhỏ thì nó chở nó cũng khá là lâu, nó rất mất rất là nhiều thời gian luôn. Mình múc hết đi xong bắt đầu mình mới bấm những cái mép, những cái góc nhé các bác nhé. Bởi vì là những các cái góc này nó hay bị nếu mà khi mà nó nhiều đất quá là nó hay bị mình không ấn được nó không làm được nó sạch xuống các bác. Còn khi mà mình vét sạch đi rồi thì mình dí, mình ấn rồi mình sửa vuông nó rất là dễ luôn. Cái đằng trước kia thì nó cũng có dây điện, nhưng mà mình sẽ gọi là lùa qua bên dưới của nó, cố gắng là nó sẽ không bị sao cả. Đất ở đây nó rất là dính, múc cái gầu đất thì nó dính ở cái lưng gầu với lại cái trong lòng gầu nó rất là nhiều. Cái gầu của mình là nó gần như là nó nặng thêm khoảng chục cân là đất dính rồi. Làm cái đất khô thì nó thoải mái lắm, nhưng mà đất dính thì mắc. Lại một chút để sửa cái góc đằng xa xa này nhé. Này nó có thể tin là 1,5 m. Căn theo cái hố ở phía đằng xa xa kia. Đất nó dính, múc đất rất là khó chịu. Thời tiết vừa rồi nó mưa, đặc điểm của cái đất ở đây nó thế các bạn. Cũng không hẳn là mưa bởi vì ở đây nó là nền sân mà. Thông thường những cái nền sân hay nền chuồng lợn thì sức mình phá là nó rất là khu, bởi vì ở dưới nước nó không ngấm vào được. Nhưng ở đây nó vẫn đấy. Bây giờ bắt đầu tỉa cái mép này. Cho thêm 1-2 gầu để cho xe này nó đầy, nó đi thì mình sẽ sửa những cái phần kia. Xe này mình thấy nó là 2 tấn, xe 2 tấn nhưng chắc chở được 2 khối đâu, tầm đấy. Bật cái quạt cho nó mát các bác nhé. Hôm nay thì là sẽ bấm thêm một chút nữa, cộng với lại cái để lại cái đường để đi lại nữa.
chỉnh dần cái thuật cho nó vuông lên. Mình bấm đây. Bây giờ mình sẽ đúng cái chiều ấy của nó để mình làm cái góc xa này nhé. Và đúng cái tầm vừa phải cái góc xa này. Bên này thì nó là biên giới cho nên mình phải làm nó chuẩn chuẩn một chút. Cách cái bờ kia là 20 phân. Đó. Còn cái đất này thì mình sẽ để gửi ở đây luôn. Chỗ này thì nó không có dầm. Nó không có dầm chạy sang. Phía đằng trong trụ quất này vẫn còn rất là nhiều đất thôi nhá. Đấy, mình vét bớt đi xong rồi mình mới xử lý được cái phần bên trong. Lùi lại nữa đi. Lùi một tí nữa chú. Bác lái xe bác ngồi trong cái cabin là bác ấy không nghe rõ. Bấm thẳng cái này xuống nhé. Chỗ này nó bị còn nhiều đất thì sao? Dần dần thì nó sẽ vào được thôi. Đất nó dính thì nó hơi mất công một chút nhưng mà vẫn được. Đấy, xe người ta lùi lại hơn một chút rồi. Hơi mắc dây điện. Tại bây giờ là 10:30, mình đào một hố nữa xong là vừa anh em nhé, nó cũng không phải là muộn quá, vừa phải đâu. Nó đi đâu ấy chị? Đi đấy nhá, chị đi sang ít nhưng mà do là cái đoạn vét đấy các bác, đoạn vét thì vẫn thoải mái được. Vâng. Thank you.
gắng vét để cho xe nó đi. Là nó mình sẽ để lại một ít ở cái đằng trước. Bây giờ sẽ đến cái đoạn vét sạch nhé. Mình sẽ vét nó dày dày một chút. Cho nó vào dày dày một chút thì nó sẽ sạch hơn. Và cái chỗ này là cần để đi lại các bác nhá. Chỗ này là để một cái lỗi khoảng độ 40-50 phân để cho các bác đẩy xe rùa rồi thì là người đi lại. Các bác sau này các bác san bằng tay thủ công sau. Tạm thời thì mình cứ để như này đã. Cái lưng gầu của mình nó dính đất này, mình sẽ gạt nó đi, cho vào cái kem thì gạt đi. Như vậy thì mình làm ở cái phần vét ở phần dưới này, nó sẽ dễ hơn. Lùi lại một chút, mình đứng nó hơi gần. Đó, coi như ở trong đó là cũng thấy rồi nhá. Đã sạch một phần rồi nhá. Đây là đến cái đoạn này. Cách ra khoảng 30 phân thôi mấy cái mép bên tay trái nữa. Đó. Trên này thì mình sẽ không nhìn thấy hết được, tức là không thể là nhìn 100% được, và nhìn bằng làm bằng áng cho nên là có người xi nhan thì nó sẽ nhanh hơn một chút. Quá chả bỏ. Ok các bác nhá. Cái chỗ này có phải đào không? Chỗ này có phải đào đi không? Cái này này này. Nó đang cao rồi. Vâng, nhưng mà móc lên nhé, cho móc lên nhé. Gạt ra đây.
cao hơn. Cứng lắm. Không được. Tí nữa thì nát bét rồi. May là cháu còn nhìn đấy. Đừng có chui vào cái đít máy này làm sao mà ai nhìn vào đấy được. Đừng đứng ra làm chỗ khác đi. Thật đi chứ, cứ đừng lôi 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 ở đít máy đi. Vợ trẻ cháu còn nuôi chứ vợ già cháu chịu cũng nuôi được. Chỗ này mình hạ thêm khoảng độ 5-10 phân nữa. Bạn nữa coi cả cái đường dầm ở phía đằng trước này nữa. Về ngoài này mình bị mắc dây điện rồi. Chú ơi, phải tiến cho cháu cái xe lên tí. Ok nha, vậy bấm đây có một móng anh em nhá. Ba vào. Tiến lên một tí. Ở đây nó mắc cái dây điện này ở trên đấy.
gạch đá này mình sẽ xúc bỏ đi. Sau này cái này là nó sẽ khó xử lý hơn đấy. Nắp lít lại bung rồi. Cái này nó dính quá các bạn, đất dính quá, nắp lít nó bị bung. Hả? À? Bao nhiêu rồi? Để ở bao nhiêu được không? Tỉa nữa không được à? Cái tàu này rất là cứng các bạn. Đập mạnh thì nó không vẫy được. Đây còn một đường dầm nữa các bác nhé. Dạ. Đấy là thế. Đấy nó có máy ở đây đây. Dầm chạy qua đây anh em nhé. Lát thì mình sẽ xuống mình quay cái đoạn phía dưới cho anh em xem. Đấy, để cho anh em nhìn sẽ rõ hơn. Bây giờ video này khá là dài rồi, mình sẽ kết thúc video ở đây nhá. Ok, chào mọi người. Để cho cái người dọn đường cho cái. Bây giờ dọn từ trên dưới kìa. Rồi để anh bảo cái xe nào.